Sâu thẳm trong mọi chúng ta có một suối nguồn của bình an và niềm vui. Suối nguồn này luôn hiện hữu, chờ đợi được khơi dậy. Thiền định với nụ cười kết nối chúng ta với nguồn hạnh phúc bên trong này. Nó mang lại sự nhận thức về thời khắc hiện tại, nuôi dưỡng niềm vui và lòng biết ơn. Một nụ cười có thể thay đổi toàn bộ con người chúng ta. Nó nâng cao tinh thần của chúng ta và những người xung quanh. Thiền định với nụ cười là về niềm vui chân chính từ bên trong. Sự bình an và niềm vui này lan tỏa ra bên ngoài, chạm đến cuộc sống. Hơi thở là mỏ neo của chúng ta, kết nối chúng ta với hiện tại. Đó là một công cụ mạnh mẽ để nuôi dưỡng sự bình an và niềm vui bên trong. Hãy tìm một tư thế ngồi thoải mái, nhẹ nhàng khép mắt lại. Đưa sự chú ý của bạn vào hơi thở, nhận thấy nhịp điệu tự nhiên của mỗi lần hít vào và thở ra. Khi bạn hít vào, hãy tưởng tượng bạn đang hít vào niềm vui và sự bình an. Khi bạn thở ra, hãy giải phóng mọi căng thẳng hay áp lực. Với mỗi lần hít vào, hãy để một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi bạn. Hãy để nụ cười của bạn thật nhẹ nhàng và tự nhiên, như một bông hoa hé nở dưới ánh mặt trời. Hãy mỉm cười với mọi hoàn cảnh trong quá khứ và hiện tại, dù vui hay buồn. Thiền tử bỉ, còn được gọi là Metta Bhavana, là một phương pháp tuyệt vời để nuôi dưỡng tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự tử tế. Nó bao gồm việc hướng lòng từ bi đến bản thân và người khác, mong muốn hạnh phúc và an lạc cho họ. Hãy bắt đầu bằng cách nghĩ về một người mà bạn cảm thấy rất yêu thương và trắc ẩn. Đó có thể là một thú cưng yêu quý, một người bạn thân thiết hoặc một người thầy tâm linh. Hãy hình dung người này một cách rõ ràng trong tâm trí bạn. Khi bạn hít vào, hãy gửi những cảm xúc yêu thương và tử tế đến người này. Hãy tưởng tượng người này đang ở trước mặt bạn, và khi bạn hình dung ra họ, bạn hãy nâng cao ý định muốn tặng họ một món quà và chăm sóc họ. Khi bạn thở ra, hãy lặp lại những câu từ bi trong im lặng, chẳng hạn như: mong bạn được khỏe mạnh, mong bạn được hạnh phúc, mong bạn được bình an, mong bạn được tự do. Dần dần, hãy mở rộng vòng tròn từ bi của bạn để bao gồm những người khác, những người trung lập trong cuộc sống của bạn, những người khó khăn, và cuối cùng là tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, vào bất kỳ lúc nào. Khi bạn thực hành thiền Metta, bạn đang nuôi dưỡng một trái tim tràn đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Điều này sẽ tự nhiên mang đến nụ cười trên khuôn mặt bạn. Lòng biết ơn, hạt giống của nụ cười. Lòng biết ơn là một cảm xúc mạnh mẽ có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta. Khi thực hành lòng biết ơn, chúng ta chuyển sự chú ý từ những gì chúng ta thiếu sang những gì chúng ta có, nuôi dưỡng cảm giác đủ đầy và mãn nguyện. Sự thay đổi trong cách nhìn nhận này tự nhiên mang lại nụ cười trên khuôn mặt chúng ta. Hãy dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về những điều bạn biết ơn. Đó có thể là một điều gì đó đơn giản như hơi ấm của ánh nắng mặt trời trên da bạn, hương vị của món ăn yêu thích, hoặc tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Khi bạn suy ngẫm về những điều tốt đẹp này, hãy cho phép bản thân cảm nhận sâu sắc lòng biết ơn. Hãy để cảm giác biết ơn này tràn ngập trái tim bạn và mang đến nụ cười trên môi bạn. Chúng ta càng thực hành lòng biết ơn, chúng ta càng nhận ra mình có nhiều điều để cảm ơn và nụ cười sẽ càng dễ dàng xuất hiện một cách tự nhiên. Ôm trọn hiện tại, chào đón thay đổi. Đức Phật dạy rằng mọi thứ đều vô thường, mọi thứ luôn ở trong trạng thái biến đổi và thay đổi không ngừng. Khi chúng ta bám víu vào những thứ như hiện tại, chúng ta tự tạo ra đau khổ cho chính mình. Tuy nhiên, khi chúng ta học cách trân trọng hiện tại và chấp nhận thay đổi như một phần tự nhiên của cuộc sống, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an và hạnh phúc thực sự. Cuộc sống giống như một dòng sông, luôn chảy và thay đổi. Khi chúng ta chống lại dòng chảy, chúng ta tạo ra sóng gió và đau khổ. Nhưng khi chúng ta buông xuôi theo dòng chảy, chúng ta thấy mình được đưa đi một cách dễ dàng. Thiền định với nụ cười là một sự thực hành buông bỏ. Đó là sự hiểu biết của bạn rằng bạn không thể giữ mãi mọi thứ. Tại sao phải giữ tất cả cảm xúc? Đó là về việc chấp nhận hiện tại như nó đang là, không phán xét hay kháng cự. Đó là về việc tìm kiếm niềm vui giữa những thay đổi và bất định. Khi chúng ta chấp nhận sự vô thường của cuộc sống, chúng ta giải thoát bản thân khỏi đau khổ và mở lòng với một thế giới của những khả năng. Hãy hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống. Bạn chỉ sống một lần.